Anh này là đi lại khó lắm. Chẳng. Chẳng không phải nè. Chúng bắt đầu nha. Nó bị giăng ra ngoài thế. Anh bị bao lâu rồi anh? Bị thì cái gai cột sống này thì biết là bị lâu rồi ấy, nhưng mà mới đau cái vụ đau dây thần kinh đoạn này đau ấy 2-3 tháng này rồi. Cái gai không có đau lắm đâu. Ừ, đến rồi bác sĩ bảo mổ. Ờ, thì mổ thôi. Ừ, mổ, bảo thế, mổ giờ không làm ăn gì nữa. Mà ông làm ăn gì? Nó làm ăn gì? Mổ làm ăn gì được nữa. Cái từ là mang nhiều nghĩa lắm. Mà hiện nay ông làm gì? Dạ. Dạ, con làm giấy ở trên Đắk Nông. Ở Đắk Nông á? Dạ. Rồi Đắk Nông sao biết tới đây? Thì con mạng ạ. Con mạng ấy nhau xuống. Nhưng mà giờ bảo chú biết là bây giờ mình bị sao mà đi chỗ hoài nó không khỏi. Xong để đi đi em đây này để biết tích xác là như thế nào rồi đi chữa. À, chủ ngay gặp anh, anh nói là cổ cắn vô học biết không? Đó, à. Hôm chiều hôm đó. Nè Đắk Nông này, Đắk Nông này. Đấy, Đắk Nông okay. cách nhà ông này 50 cây. Nó bị chèn đây thế chứ. Ha. Ừ. Đây này nó bị chèn luôn đây nè. Nó chèn chặn luôn ở đây, ra là không đi không được. Đi không được. Đây nó buốt ghê lắm. Rồi chạy được không? Rồi giờ đi. Đi thì nó khoái. Hả? Đi khi chưa sửa được thôi. Đi. Đi đi. Nó buốt lắm. Đó. Đó. Tí là đi ngon lành. Cái đứng thẳng này là nó buốt ư đây. Thì cứ đi. Rồi đi, cài đi cầm muốn thôi. Rồi, lên đường về luôn. Đúng rồi, dập qua đây. Khi bị cột sống lưng, cột sống cổ, tất cả đều bị cái tay này không bao giờ tròn lại được. Đây là cái khoảng cách, cái cách chẩn đoán nó là vậy. Cái này khá hơn chút. Không, cái này nó bị cong, không gặp được vô. Bị cong mình hả? Bị gãy hả? Không, sao mà từ lúc gãy rồi từ lúc tứ vậy? Em là dài khoảng cách 8. Được rồi, không sao. Rồi, chúng qua đây. Em làm cái tay xong rồi bị như thế tổng kết là bị nặng là bao lâu? Bị nặng là trong vòng đến một tháng này là bị nặng. Đi chữa càng xong rồi. Em học bữa đầu. Vừa hôm nay vừa vào đầu tiên. À, mới vào thôi nha. Mới vào sáng nay. Bữa nay là không biết thứ mấy không? Thứ tư rồi. Dạ, chẳng biết thì nhà bảo hôm qua thì chụp phim đấy rồi. Đau quá chịu không nổi. Chén ngang vào lớp. Không. Anh này là đến hôm thứ hai. Ừ, chiều này anh nhớ đến buổi chiều ngồi luôn trước cửa kêu giờ học là học không nổi. Thầy nhớ. Em nói là anh này ở đây ngồi ở đây là chỉ hỗ trợ thôi. Chứ còn anh mà đến đây xin chữa bệnh tại đây không có phép, không được phép chữa. Còn đi giờ anh học đây từ từ giúp cho anh chút. Tốt nhất mà thấy nặng quá chạy vô bệnh viện phục hồi chức năng, tôi chỉ anh đi dễ lắm, đi ra cái đẹp nó đỡ liền à, kế bên bệnh viện tốt nhất. Đó chỉ chụp này thì bây giờ bảo chỉ cách chữa trị như thế nào, ông bảo bây giờ thì phẫu thuật mổ cạo nó đi, điện cho như này cho bà cái gãy 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 lâu rồi mà ba chục năm này. Nhưng mà em làm nhẹ nhàng thôi, em hiểu không? Chứ em đừng có bẻ cho nó gãy lại lần thứ hai vậy thôi. Cái hỏi khám chưa? Chưa. Ừ. Cái em mới kêu là đi đến chỗ bệnh viện
gì đó, phục hồi chức năng đấy. Đúng rồi, nhận rồi. Anh em muốn chữa bệnh, cái gì là bệnh viện phục hồi chức năng. Ở trong Chợ Rẫy nó cũng có một một điểm, nó nằm ở trong quận quận gì? Quận 8. Rồi. Hôm qua đi vào y học cái gì á? Cái gì? Trương dậy mẹ hả? Nói gì? Đi đâu đi học gì? Qua đi vào cái đại học y dược à? Ừ, đi đâu y dược? Được. Mà không chụp được. Cái anh mà anh học cái này ổn xong anh cũng phải học tiếp ngày thứ hai thứ ba học lại nha. Để nó hướng dẫn nha, chứ còn phải làm xong cái là trốn mẹ đi. Rồi nằm xuống. Thằng ngựa. Đối với cái chàng còn sống ấy, mà khi mà ép cái chân ông này được cái lặng hết đau, hiểu chưa? Đó là cái cuộc sống bắt đầu là nó giảm bớt rồi. Chứ còn nếu á mà còn thì ông này chịu không nổi cái này, nên mà ép cái này xuống là cái chân gập xuống cái lặng ông la trời thì em còn giờ tỉnh đấy, giờ nghe đã lắm phải không?
Rồi, rồi vậy đi. Đi. Rồi. Rồi đứng lên, đứng lên, nghe cái cảm giác sao rồi. Đứng lên đi nha, đứng lên, đứng lên, đứng lên sao. Khá đó. Lúc trước là chọi chọi hai chân chân đằng đông chân đằng tây. Rồi, quay lại đi. Quay lại. Chỉ là mới bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại: Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0326811258. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.